Hello, người anh em cho tôi xin 15 giây nha. Hiện tại tôi mới lập cái bốc chat thông báo lịch live và những việc quan trọng. Nếu anh em nào muốn tham gia thì ấn phần mô tả hoặc là phần ghi tiêu sử nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe cho tôi nha. Hứa luôn. Thờ luôn. Tôi thờ luôn. Ok. Vậy là xong. Cô vô hết mình cho Việt Nam là được. Nào, game 1 chúng ta có một đường bay qua kho. Đường bay qua kho đến làng Rim Nam rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đường bay qua kho đến làng Rim Nam. Những đội tuyển nhảy đầu tiên chúng ta đương nhiên sẽ có Flash. Chúng ta sẽ có Onyx nhảy cho mình về khu vực ngoại thành thành phố biển. Để xem nào, đội tuyển khác của Việt Nam thì sao. Chúng ta vẫn chưa thấy cái tên tiếp theo. Việt Nam rời khỏi máy bay, WAG đã đi rồi. Để họ có muốn chơi một bài căng thẳng không hay họ sẽ về đảo dừa. Về đảo dừa thì ở đây WAG về đảo dừa bị đấm hơi nhiều. Các đội group thì vẫn sẽ đi một bài cơ bản dành cho bản thân của mình thôi. Và các đội tuyển Việt Nam sẽ không có những giao tranh đầu trận. Thậm chí Flash đã đẩy cả bên phía của Yanbin đi loot một mình một khu khá xa. Đây sẽ là một chút lượng đồ dành cho bên phía của team Flash. Còn bây giờ thì Dewa sẽ về cho mình đó là khu vực nhà máy điện. Điều này sẽ block đi việc muốn chiếm ít nhất là hai khu của WAG. Còn bên phía Todak thì cũng đã đáp dù rồi. WAG nhảy xưởng và đang rất cần với cả Todak. Todak đã cử một người đi khá xa. Họ có thể lấy một va 3v4 lấy được mạng nào thì lấy, sau đó cứu lại. Nhưng mà nếu đã lấy WG không bắt bất kỳ một đại. Đã lấy WG không không Todak bắn được. Xong thì Krillin đấy. Todak bắn được, Todak bắn được. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải bắn bình tĩnh hơn. Nhưng bây giờ thì Cyrus là người đang bật lên. Chúng ta có PP19 khóa kỹ năng 3124 bắt đầu đẩy ra. Ôi, súng đâu em ơi. Okay, okay. Sao lại đôi chân chân trên cát thế kia. Tay không có, làm sao bắt giặc được. Thì tay không bắt sắc các của Todak. Bây giờ Todak bắt đầu đẩy ra rồi. Còn vị trí của anh chàng Dolphin bị bắn từ hai phía khác nhau. Và khó cho WAG rồi. Chúng ta lại cũng khởi đầu không tốt cho WAG. Bây giờ bên phía của Expand bắt đầu tràng sang. Và ui, như vậy là các tìm của ICA có ý đồ đang lưu hơi chi đấy. Không sao không ô bỏ thẳng cái từ đầu như này là Expand cũng đang chơi như thế này là đúng là WAG đang gặp ngoài rất khó. Kể cả họ thắng được Todak thì họ ra họ gặp Expand. Nhưng mà bây giờ thì nếu Expand vào thì họ sẽ gặp hội đồng hương của Todak của mình. Expand có một bài scout thôi. Bởi vì WAG tôi thấy The Ghost vừa đáp dù lại một tuần lần nữa rồi. Bác Vũ đang bắt nhau bị Blue Star. Rất nhiều giao tranh đầu trận đang nổ ra. Nhưng mà có một đội bị dính trong đó, đó là vì của WAG. 45 bạn đang yếu thua đó. Từ bên phía Blue Star, WAG đang còn lại là hai người. À mất một, WAG chỉ đang mất một thôi. InnoStar mất tới hai rồi. Giai đoạn đầu trận hơi khó. Một cổng đặt ra rất sớm đến từ bên phía Expand. Lối chơi quá chủ động nhưng Trap lại làm tốt với cầu AUG của mình. Lần hai vớt mặt rồi. Watsana lấy được điểm gục đến từ InnoStar ở góc nào đấy. Nhưng bên phía này thì X-Men đang muốn đẩy. P90 ra đầu trận là lựa chọn không thể đẹp hơn cho X-Roy. Goodmaster được đẩy ra. Một cú bay đến từ bên phía của bên phía của Todak. Nhưng không được. Một cú lướt Tatsuya. Nhưng mà lại bắn không chuẩn xa cho lắm. X-Roy có một trong những khẩu súng mạnh nhất giai đoạn early rồi. P90 này bắn ổn áp. Còn một góc khác thì bên phía của The Ghost nhảy đâu lại bị Dewa bắn nhở. Innosta lại cứu lại người. Đúng lấy nhở. Xong rồi, WAG lại rơi vào cái thế lạm phát. Cứu lại, cứu The Ghost rồi. Bây giờ đi đâu nhỉ? Trap đã bị bên phía X-Men bắn. Raza đổi lại được Cobra. Nhưng X-Men còn tới 3 thì khả năng là bên phía của tôi đang giải tán đám đông thôi. Một góc cam khác của chúng ta đây là thung lũng đúng không? Gần khu vực này đúng rồi. Chúng ta thấy được là bên phía của ghê đấy đang nhìn vào bên phía Attack All Round. Attack All Round đã mở được một Arsenal sớm, mở được một kho sớm. Fulcrum đã cầm cho mình M82B rồi. Bây giờ tông là một thế quá xấu, chỉ 3 keo thôi. Thời gian này 3 keo là con số chuẩn đến từ bên phía của EVOS. 3-4-12 keo đẩy được bài này là quá khó thì bên phía EVOS. Attack All Round cũng chưa có một bài công. Anh em vào táo qua team của em ơi. Tức là gườm ghè nhau thôi, hơi mất thời gian. Bây giờ thì Attack All Round họ vẫn chơi bài đứng ngắm nhìn từ xa. Bây giờ thì UAV được gọi ra. Attack Raw đang cố gắng tận dụng nốt cái hầm súng kia để có cho mình cái lượng đồ đầu tiên đã, và họ đang chơi lùi. Chưa có gì để vội vàng từ Attack Raw cả, họ vẫn đang bắn một cách vô cùng chậm rãi. Ít nhất thì thông tin vào lúc này chúng ta vẫn còn đủ đầy đủ cả bốn thành viên của WG vẫn đang sống. May mắn là chúng ta vẫn chưa có bất cứ ai cả, vẫn hồi sinh được, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cửa. Trong khi đó thì Attack Raw bắt đầu nhú lên muốn bắn rồi. Nhưng mà cảm giác thì lượng trang bị này khiến cho Attack Raw cảm thấy hơi lo lắng về việc họ có thể tấn công đối phương một cách sòng phẳng hay không. Với các thành viên phía của Dewa thì họ cũng đã có cho mình một kill đang đẩy sang, và trước mặt họ đang là Todak Zen. Kỹ năng của Long Thần Avon được kích hoạt lên nhưng mà không qua trong khu vực này cả. Rồi, bây giờ bắt đầu tiếp cận mở cổng ra, bắt đầu bắn luôn lên phía Attack Around. Polky là người mất quá nhiều máu, chú thu hút được rất nhiều sự sát thương từ bên phía của đối phương. Chậm quay đã trả lên một khủng bắt 10. Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao lý do Attack Around họ đang ngại đẩy rồi.
mắc 10 thì bắn nhau cái gì. Ở bên kia có PP 19 và Pungot với quả nết ở trên tay. Nốc được một, bắt đầu đẩy ra. Pungot chưa bắn được loạt đạn đầu tiên, Pungot đã phải nằm. Jamgot đã được cứu lại ngay lập tức rồi. Bây giờ thì còn lại Funky. Funky đang cố gắng để di chuyển ngược trở về cùng với các đồng đội. Và đối phương đẩy tới luôn bằng chính cổng của Funky. Funky rút cho mình đó là khẩu PP 19 ra. Funky không làm được gì trước vị trí của Abax. Và đó là thêm những điểm hạ gục dành cho bên phía của đội hình của Boss Divine. Mình hơi vốn đồ hay dù đâu. Hóa ra là có cổng nhưng mà cổng đến từ bên phía Otakora. Otakora công xong nhưng mà lại thọt. Hình như họ lấy được một điểm gục đến từ bên phía của không biết nó có lấy được một điểm gục không, chắc là không. Bây giờ phải xem kiểu của Esports Divine đã đó một pha xử lý trận đầu tiên rồi, tập 3 tập 4 được, 5 kill 6 kill là được. Tora như thế là vừa khỏe, đừng có để tập 12 mệt lắm. Bây giờ thì Kero lại bị tâm lý, bay xuống đứng sau chạm xăng và bị phát hiện đến từ bên phía của Evos. Nhưng bây giờ nếu một đội Thái không làm được thì mình đổi ca được không ạ? Thay một đội khác vào, CGG tới. Đã mất đi Abax, em God cứu lại ngay. Nhưng bên phía này CGG đã hoàn toàn chiếm lĩnh được rồi. Evos cũng không còn cơ hội đẩy lên nữa. Bây giờ chỉ có CGG đẩy xuống hay không mà thôi. Để xem bay góc ly cam lên coi thử WG đang ở đâu người ta. Sẽ hồi lại phun cây sớm. Có skill cũng vậy, UAV được phá. Ôi dù bo chưa đổ coi cho nó an nhàn coi. Và chỉ có một đội tuyển đang mất một người lẻ thôi. Bên phía này thì X-Men cũng vẫn đang đi săn. Raza có xe. Không và đó luôn. Là điều cũng không có dành cho bên phía X-Men. Raza sẽ sống thành công. Bên phía này thì Đạt Na đang bị bắn quá đau. Có mét to. Nhưng CG đã quyết định có một bài đẩy rồi. Lướt hại Tatsuya cho gôn có từ giai đoạn này. On Fire đã bịt được keo thành công. Và Ray không có đường chạy. Bịt quả keo như thế thì người ta lấy đâu ra đường để đi. Một lần nữa thì điểm hạ gục xuất hiện trên Q-Fit. Tôi lại nhìn thấy đội tuyển WAG. WAG còn 3 thôi. Flash vẫn đang giữ còn 4. Và bên phía của Hồng Quốc cũng đang giữ còn 4. WAG lại cứu. Thôi được rồi. Ủa, WAG cứu đâu? Thì vẫn còn đang đủ xu cứu người. Tổng 4 đến WAG. Bây giờ xem map là sẽ biết nha WAG đang chạy như thế nào. Ngó qua map bo 2 cái là biết ngay WAG sẽ phải chạy bài như thế nào thôi. Anh em WAG ơi. Bữa sau rồi coi lại live stream á. Đừng cứu nó nha. Đừng cứu nó. Tôi nghe quen bẹt kêu lại cứu rồi thôi. Đang còn tới 12 đội. Mà chúng ta không thủ được khu ngay từ đầu thì làm sao có trận. Ây da. Nếu mà những đội tuyển lớn khác chiếm khu khó quá thì rồi, mình cái những lạc kỳ đẹp hơn này. Tiếp tục là lạc phát kêu đến từ WAG. Hai đường cùng dành cho bên phía Team Flash. Máy bắn cá nhân có và lại không có khu to. Nhưng bây giờ bay mưu như thế này thì đi đâu về pick à? Về cổng chơi thì người ta bắn cho vỡ người. WG trận này khó rồi, chắc chắn là khó, không có một khu to đầu trận như thế này là quá khó rồi. Bút kêu mà lắc được. Ôi cũng được, bên tay là M249 thì cũng có một đồ đủ để bắn. Trong đợt expand đội tuyển mà chúng ta nói rằng không có bên phía của Reverse Red, không có bên phía của các thành viên đội hình Heavy thì expand là đội tuyển bắn tốt nhất ở trên map thi đấu này và họ đang chứng minh đó là một những cái thông số hoàn toàn chính xác. Với cái cách khởi động 48 người đó quen và họ vừa gõ nhẹ vào cái hút, may mắn là con hút không bị dụng bất cứ ai cả. Trong khi đó Evos Divine vẫn đang tiếp tục cuộc chơi này cùng với Attack Around. Nghe thấy tiếng nhảy xuống rồi có keo chặn ra từ Funky. Evos Divine rất nhây, bên kia là một khẩu P90. Bên này hình như là cho con thì phải. À không, PP19. Và đây là 2 đánh 1, 3 đánh 1 luôn cho nó chắc. Và đó là kỳ họa cục thứ 6 dành cho Starbucks. Attack Around đang bắt đầu nè, bên bắt đầu. Họ hết năm lượt con này ngủ như bác cái. Bên cạnh WG đây có lẽ một chuyện đối thủ đáng nhất này. Bạn thân với bạn thân cứu người liên tục. Bru lại bắn vào Onyx. Onyx mắt đi gác cu rồi. Onyx đẩy lên. Phải đây là Zeke. Ôi đặt quả tên GG trong giống thi cơ này thì đúng là hơi khổ. Và điểm gục dành cho bên phía Bru. Onyx mất tôi. Wasana đã nhìn thấy Gary. Nghĩa là Onyx chỉ còn một thôi. Góc này là góc không chạy được. Cho tầm 3 cột điện thì cũng không chạy được. Và Tatsuya còn không cần kích. À thực ra anh ta đang bị khóa một ai tư đặt cổng đến từ bên phía Gary. Vẫn chạy đến từ bên phía Gary. Có ai đi cùng bên phía Wasana không? Không có. Nhưng Gary làm gì còn đường để chạy nữa. Đạn đã trúng và điểm gục thứ 3 dành cho bên phía của Blue trong tình huống giao tranh này. Nâng tổng số điểm cục cọ lên là này, top 4 được, không kêu là được rồi. Không kêu này được. Indostar top 4 được. Kiba là người cuối cùng. Trận đầu tiên và Roda chúng ta sẽ có top 12. Chúng ta sẽ có top 12 trong trận này là Onyx Olympus. Mà trình diễn mà chúng ta thấy rằng bên phía của Wasana họ bắn quá chủ động và có những tình huống giao tranh rất tốt cho cái Dolphin. Khả năng cao chú cá heo này không chạy được đâu. Nhưng mà Shin đang chân cô thế cô một mình một đạn. À nhìn thấy rồi. Bắt đầu có những viên đạn từ Shin. Ui bắn toàn máu vàng này kia thì không ăn thua. Mà mặt nhá. Cái tầm người Thái rồi vừa rồi là bên thứ hai là xong rồi đấy. Bên thứ hai xong rồi. Bên thứ hai là thấy là có người nằm xuống rồi. Bây giờ thì mở thêm một cổng dịch chuyển ra nữa. Cố gắng bỏ chạy từ vị trí của anh chàng Dolphin.
đuổi theo từ anh chàng. Đi về. Đi về ngay lập tức, cái tầm này đuổi theo thực sự là một sai lầm. Bên kia thì chúng ta có đang Indostar đang cố gắng tận dụng, mở cổng lên chơi luôn được chịu Indostar, và rõ ràng là nằm xuống ở mạng trước đi không nằm, bây giờ lại để cho bên phía Indostar mạng. Nhưng mà bên kia quay bắn xuống Buriram. Từ đâu đó Buriram đang bắn xuống Indostar và Indostar bắn bắn không có cửa rồi. Bây giờ bên chiếc Kuras vẫn đang cố gắng để có thể được cover bên phía Indostar, có thể là sẽ chơi chậm lại, lùi lại ra phía sau vòng boy. Buriram đang đứng ở tầm riêng vòng boy thế này thì khó cho bên phía Indostar rồi. Trong khi đó CG cũng đang tiếp tục màn đi săn của mình, và họ đang cố gắng để tìm kiếm con mồi mang tên là Gidey từ Evox Divide. Kinh quá nhờ, CG vẫn đang quyết định tank bo để tìm thêm điểm ở cùng. Và bên phía của Gidey bị bắt rồi. Ôi, đặt quả keo hơi chớ. Đặt quả keo hơi chớ đi Scott kill. Anh ta vẫn chưa bắn được. Bây giờ loạt đạn tiếp theo không ăn được thì khả năng là đồng đội ăn hộ này. Loạt đạn tiếp theo không ăn được thì khả năng đồng đội ăn hộ. Và anh ta quyết định đổi chế độ, đánh cho chắc. Đòn phi lại được cứu. Đòn phi lại được cứu rồi. WAG sẽ hình như lại đủ nhân sự 4 à? Chắc là thế. Đây rồi, đúng rồi, ghi đây là người vừa nằm xuống. Và bên phía WAG sẽ đủ 4. Phút thứ 11 của game thi đấu, chúng ta còn 11 đội tuyển, 44 người chơi. Con map này như thế nào nhỉ? Bo đẹp. Hình như đây là một bo cạnh cổng trời. Tôi nhìn thấy cái vòng bo, tôi nhìn thấy cái viền rồi. Đây là vòng bo cạnh cổng trời, một vòng bo trống đấy. Để xem là các đội tuyển thi đấu sao. Con bo Ray vừa xuống xong lại bị ăn bởi On Fire. Muốn quay lại lút xác hay gì? Mà bây giờ thì đề qua có một điểm gục được cuộc đầu tiên của họ. Hình như là dành đến từ bên phía WAG luôn hay sao ấy. Bây giờ chúng ta còn lại 11 đội tuyển, 43 người chơi. Bruasana đang có cho mình 5 kill rồi. Và Pui đang như đã nói rồi. Thì ôi, tỉa hay quá nhở. Không phải, đây là song tỉa trùng nhau luôn. Hai thành viên cực kỳ, mỗi người một phiên thôi, cần người nhiều. Mỗi người một phiên mà Buriram Wasana phải đánh xuống. Bây giờ Spen không kêu là được sang được. Quái vật Buriram. Nhẹ nhàng thôi, Roda từ từ. Cả 3 lên 14 thì tôi nghĩ Buriram vẫn lại lắm. Nhưng mà vấn đề là Xpen có đổi thất tay hay không thôi, và có khiến cho Buriram bị thiệt hại với cái nguồn tài nguyên của mình ở cuối vòng bo hay không. Trong khi đó căn nhà này thì Todak đang bắn nhau cùng với đội hình bên phía các thành viên của Evox Divide. Evox Divide cũng đang thiếu người, nhưng Todak thì làm đối thủ cho Việt Nam cũng được, tao không quá thích thế đấy. Bên kia thì vẫn có PP19, vẫn có cho mình đó là những khẩu cho gòn. Nhưng bắn thì bắn nhanh lên bởi vì bên phía của CG sắp tràn lên đây rồi. Bên phía Evox có bài đẩy không dứt khoát, Todak vẫn thủ thành công. Bây giờ Todak quay trở lại để counter. Và Todak quay trở lại counter được. Gidey là người đã phải nằm xuống. Evox không hề giàu nha. Trời ơi trời. Lên gục xuống cơ. Nhưng mà bài đánh này tôi bảo bay một con bo quá. Trời ơi, 14 đội tuyển con sống đi chơi kiểu gì. 2.19 liên tục xuất hiện. Và bây giờ Scott Skill bắn được. Và đó là điểm dành cho bên phía của Đạt Na. Bên phía của Đê Quang có điểm gục rồi. Tôi đã nhìn thấy Flash gục rồi. Tôi đã nhìn thấy bên phía của tôi đắc gục rồi. Rất nhiều đội tuyển đang phải nằm xuống. CG sẽ quyết định công bài này. Đằng sau lưng có WAG. Nhưng WAG có giàu hay không thì tôi không biết. Hơi chần chừ. Ây da, thôi được rồi, chúng ta quay trở lại đi trận này, nơi mà điều của chúng ta có để cho CGG. Tôi đang đã phải dừng trận top 10. Đề qua đẩy liên tục Lumel tờ ra. Và họ muốn chơi một bài tất tay cùng bên phía Bru. Nhưng mà bên phía Bru đã cứu xong người chưa nhỉ. God of Group đang ở dưới. Tiếng đạn này sẽ giúp cho God of Group có thể lên top of group đánh một bài chuẩn. Một bài bay rất xa, chứng tỏ nó là một cổng. Nhưng mà chúng ta bay sang X-Man. Và sẽ có một cú tổng lực rồi. Còn God of Group trời ơi, quay bốn. Và bên phía X-Men cũng đổ Đê Quang để vào quả keo chó. Và Đê Quang nằm xuống, Dion nằm xuống. Mất nơi rồi, chạy cổng cũ. Chạy. Ôi ôi, quả keo. Keo người ta hở cái chân tôi, keo mình hở đến tận đâu. Tôi giải tán. Mà X-Men lại có điểm vào gục. Họ lại chứng minh vì sao mình nằm trong top 3 của quân sự. Chớ rồi. Không thể tải nổi, và bây giờ thì Expand họ tiếp tục tìm thấy vị trí của Reed một cách vô cùng dễ dàng và đơn giản nữa. Bây giờ bơ thêm cổng di chuyển đi vào trong bo. Expand đang cực kỳ dùng có biết động đồ đâu đó. Hey, đây có được cho mình những cái tín hiệu tích cực hơn. Attack Around đang đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ở top 9, và God of Book vẫn cứu được cả Dion, vẫn cứu được hai người đồng đội của mình. Indostar cũng đang có một trận đấu mà họ kiếm được điểm hạ gục khá dễ dàng với 6 kill đã có. Bên phía God of Book bắt đầu gọi người xuống từ trên trời bay xuống, nhưng bay đi đâu về đâu bây giờ. Attack Around chính thức dừng chân ở top 9. Một map thi đấu quá khắc nghiệt và nó quá căng thẳng cho tới những vòng bo cuối cùng, khi mà chúng ta vẫn còn tới 23 người chơi. Dion nằm xuống, không thể tiếp tục cự quậy những mạng dành cho vị trí của anh chàng Mr. 05. Và bên phía của Dewa tất họ cũng đang có bàn đấu, mà xung quanh họ đang có rất nhiều những mục tiêu. Buriram đang chỉ còn hai người chơi, họ vẫn sẵn sàng đẩy sang Buriram, đẩy hơi chớ rồi. Cũng cái nhà này top 8 đó là CGG, ngay sau đó là Evox Divide. Rất nhiều những cái tên đang phải dừng chân vào lúc này. Và bây giờ
thì chúng ta sẽ cần một giao tranh của Quai để WG được sống. Expand vẫn tiếp tục công việc vòng thứ 10 đã có cho bên phía của Expand. Và họ vẫn đang làm tốt, Đề Hoa đang có góc thủ không ngon. Ai khổ. Và Triple có luôn. Out là không có nhà đâu. Tổng là 12 thì Expand. Góc thủ vừa rồi là quá xấu, nhưng mà họ cũng biết là bò lại đau rồi. Một bài cũng phải đi đến từ bên phía Expand thôi. Nhưng mà con bò này chỉ còn 15 người. Và 4 trong số đó là đến từ bên phía Expand. Expand vẫn đang kiểm soát bản đồ này tốt. Ramen KS vẫn đang có một tỉa hay. Đề Hoa đang cố gắng tẩy. Xtroy không chơi nữa. Cũng ra đến từ bên phía của Expand. Họ biết thừa, họ không cần vội. Có đồng khúc không chống được nữa rồi. Top 6 là những gì có đồng khúc có. Và WAG vẫn đang thủ cái lều này. Chúng ta đã từng có một lần thủ cái lều này. Cũng là WAG và họ hình như là được top 1 hay Buya top 2. Tôi không nhớ lắm. Đúng rồi, cũng là cái lều này. Và cũng có một đội cứu. Kịch bản này quen cực. Và chúng ta còn lại 3 đội. Đề Hoa, thực ra là Đề Hoa chắc đi sớm thôi. Bò sẽ đốt họ chết. Rồi, Lion Knight đã đi rồi. Chúng ta sẽ còn lại 3 đội, đều còn 4 người chơi. Và bây giờ Expand và Indostar phải bắn nhau. Ôi không được rồi, Expand up WAG sẽ đội đi lên. Vấn đề là chúng ta đang có cho mình một tình huống mở cổng dịch chuyển của Expand để lùi ra phía sau. Và bây giờ thì Expand và Indostar chính thức sẽ bắn nhau. WAG có thế để có thể tạo ra được cú Buya ngay trong quán đấu đầu tiên này. Bên phía của Expand lùi lại rồi, bên phía của Indostar cũng hướng rất nhiều sát thương vào WAG. Một cái thế chân vạc, và đội tuyển nào là đội tuyển mở giao tranh trước, áp sát trước sẽ là đội tuyển có thể mắc sai lầm. Bên phía của WG đang bị nhắm tới rất nhiều. Chúng ta có cho mình những khẩu 249, nhưng lượng bom keo còn lại là không quá lý tưởng. Một quả keo duy nhất tới từ vị trí của Cyrus là hơi khó thở rồi. Có thể hồi phục lại lượng mũ giáp của mình. Và đang cố gắng để hồi lại cái lượng máu đang mất. Bây giờ bên phía vòng bò đang co vào. Expand đang làm gì đây? Expand muốn đẩy xuống Indostar và giao tranh ra. Đúng rồi, sẽ là cơ hội cho WG để có cú Buya. Indostar vẫn đang cố gắng bắn sang. Và đó là Cobra khi cho vị trí của Lim đã phải nằm. Ngay tức là lần The Ghost confirm được kill vừa rồi. Expand đang càn quét toàn bộ thành viên của Indostar. Đẩy lên đi WG ơi. Chờ cái gì nữa? Chúng ta sẽ cần Indo quét một người. Expand một người thôi cũng được. Một người thôi, Expand đã gục một rồi. Và đây sẽ là thời điểm đẹp này. Cần một quả nét. Cầm một quả nét, nét đâu, không có nét từ WG, không có cả keo. Chúng ta đang bắn chay. Chúng ta làm được 1, chúng ta làm được 2. Và đã confirm WG, Dolphin nằm xuống. Indostar đã bị được confirm rồi, Dolphin đã confirm xong. Và chúng ta có được tình thế 4v3. Bên phía Expand chỉ là 3 người mà thôi. WG cũng đang lấy 3v3. Đó là một cú bắn hay. Và Cyrus làm được, confirm được gục. Không muốn cứu mà cứu đi. Tiếng chân khá gần. Và bây giờ chúng ta phía một người đánh chân cho WG. Và cái lều đấy. Tôi quên mất tên. Nói đây. Tưởng niệm về ông tả của ông Akira đúng không? Nói đây mấy em. Lý tưởng. Nói đây. Một cú Buya cảm giác rất chơi boss dành cho WG. Và chúng ta đã chờ đợi được cái lúc gần. Đó là khi mà bên phía của Expand bắt buộc phải va vào Indostar. WG đã trụ vững lại được. Nhưng mà chúng ta nói rằng WG đã có cho mình những cái tình huống phản kháng rất ấn tượng ở trong vòng bó cuối. Đặc biệt là cái cách chơi mà họ đã có được những cái cú class shot, những cái tình huống mà sử dụng súng sạc của Krillin, của Cyrus, và cũng đã tạo ra cho mình được những cái điểm rất quan trọng. Hay, cú thi đấu rất hay, hẳn giọng luôn. Nhưng mà đó là, hay là từ sau mình nhảy quân sự ấy, mình nhảy cái lều mình ngồi từ đầu đi. Mình nhảy cái lều đấy mình ngồi từ đầu luôn được không ạ? Chết rồi. Lều đấy là cạnh bùi ram đấy. Nhưng mà cú thi đấu vẫn hay. Cyrus và Krillin luôn luôn là hai người xử lý súng sạc ở bộ cuối rất là tốt. Đấy là một tình huống. Cứ đang là gãy rồi, thắng là gãy rồi. Thu rất đâu. Đó là những cú bắn hay đến từ bên phía WAG. Không mà kiểu mà chúng ta tiêu diệt được Indostar, chúng ta được một lượng keo nữa rồi. Đúng rồi. Và là coi thở được rồi. Và cái quan trọng là có một lúc mà WAG và Expand gần nhau cùng. Xong rồi trên nào thì Expand lại đổi hướng, lại chuyển vé đổi dấu, lại xong đấm Indostar chuyên. Thôi được rồi, thế thì đẹp luôn. Còn rồi, Expand đã mở cổng di chuyển ra, nhận ra là không ba giao tranh này lại lùi về chứ. Và họ hơi chần chừ, khiến cho họ bỏ lỡ cơ hội giành được cú Buya. Nhưng dù sao chăng nữa thì đó cũng là một cú Buya, một cảm giác rất chơi most tại WG, và đó là điều mà chúng ta chờ đợi, điều mà chúng ta. Hello everybody. Wow, really impressive that yesterday and now they have received like a winning streak to Buya. How do you feel right now, huh? A very simple question anyway. Ai nói thì hoa cùi xinh bắt như mình xin gửi lời chúc mừng đến The Ghost thành công top một đã quá đáng. Trong WAG là mọi người đang có một cái chuỗi okay, là trận cuối cùng của hôm qua cũng như hôm nay chúng ta đã nhận được hai con Buya rồi. Thì một câu hỏi rất là đơn giản để mở đầu thôi. Bạn đang cảm thấy như thế nào ạ? Bọn em cảm thấy khá là vui khi bọn em dần dần bắt nhịp được với giải đấu và tìm ra được công thức chơi game. We are really happy that finally we are back on the track and finding the right way to play the games. Then, what is it the right way to play the game? Vậy thì công thức chơi game nó đúng là như thế nào ạ?
đó chính là quảng cáo ít thôi gấu lò. Tự tin vào thực lực của bản thân. So just like yesterday from what Cyrus told us, just believe in yourself and be confident that is the right way to play the game. Then how do you feel about all the rivalry today? Thì không biết là The Ghost cảm thấy như thế nào về tất cả những đối thủ mình đã gặp trong hôm nay, và ai là top người mà đối thủ đấy, cảm thấy khó cảm nhằn nhất? Xưa lại ùa về. Trong ngày hôm nay thì em cảm thấy là đối thủ mà khó nhằn nhất thì chắc vẫn sẽ là các đội tuyển Thái Lan, nhất là Peru. He feel like everyone currently is all difficult to WAG, but the most difficult opponent is Buriram. Then why you choose Buriram? Thì tại sao mình lại chọn Buriram ạ? Thì em nghĩ là tại vì Buriram thì họ đã khẳng định được cái tầm của mình ở trên đấu trường quốc tế rồi, thế nên mọi đội tuyển gặp họ đều phải e sợ. He is like giving really high how do I say, really confident and really good words to Buriram because they have been playing in international tournaments a lot. So their glory has been rise for all of us to see. It's really easy to understand as well. Then cây chổi cắm chạy đó in logo quát lên đi. Anh gấu quảng cáo khiêm tí mỉ anh em thông cảm. Có cái lời nào mình muốn gửi đến những đối thủ của mình không nhỉ? Em xin gửi đến các đối thủ là hãy cẩn thận đấy. Bọn tôi đã tìm được công thức chơi game rồi. Có cụ thể ai không? Các đội đến từ Indo. Indo? Oh, a very special message to the Indonesia team. Wait for us and watch out as well. We have fine the calculation to defeat all of you. It's very confident of the goals, the leader right now. Then one more questions. I've seen that you guys have really cute outro after you guys won the game. Then what does it mean? Thì mình thấy là các bạn đã có một cái màn ăn mừng rất là dễ thương luôn, thì không biết là đó là từ đâu ra và nó có ý nghĩa gì vậy ạ? Tức là bọn em thấy trên một bộ phim hoạt hình, bọn em thấy ngầu thì bọn em làm thôi ạ. So they have seen that outro in a cartoon. It's really cute. So they just followed it. Then thank you so much, The Ghost, and congratulations again on your winning, on our very first winning Booyah of the game. Then we'll see you later again. Bye bye.